Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục là một cái video về xây dựng đội hình cũng như là trải nghiệm đội hình trong đường Miss Soccer 2020. Thì hôm nay thì mình sẽ đến cho các bạn một cái siêu phẩm đội hình trong đường Miss Soccer 2020. Một cái arc được trong là có một trong hai trong đường Miss Soccer 2020 và rất là khủng luôn. Thì trước khi vào video thì như mọi ở đầu video thì mình muốn có giới thiệu cho anh em, đó là mình nhận mua này bán này và cây vàng trong đường Miss Soccer 2020. Anh em là muốn mua hay muốn bán hay muốn cây vàng thì cứ liên hệ với mình qua Zalo nhé. Zalo thì mình sẽ để dưới phần mô tả, hoặc là Zalo sẽ hiện ở dưới phần cái thanh ngang ở dưới video này, anh em nhìn thấy không? Đó, đây là số điện thoại Zalo của mình. Thì anh em hãy lên App Store hay là Google Play, anh em tải app Zalo về và lên thanh tìm kiếm qua số điện thoại này thì sẽ hiện ra cái app trên Zalo của mình, cái nick trên Zalo của mình. Và anh em mua app trên mình thì hãy chắc chắn sẽ đảm bảo uy tín nhá. Uy tín 100% luôn, nên anh em cứ yên tâm và thoải mái. Ok, hôm nay mình sẽ bắt đầu vào đội hình. Hôm nay bộ ba mình sẽ review cho anh em từng cầu thủ một. Đội hình chính thì mình sẽ để như thế này anh em nhé. Đấy, đội hình chính thế như thế này. Thủ thành sẽ là Alisson Becker, thủ thành được coi là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh lại một số vị trí. Cái này thì tùy theo sở thích của mọi người thôi. Tùy theo sở thích của mọi người thì chỉnh số lại, chỉnh vị trí nào thì chúng ta có thể là thích vị trí nào thì chúng ta có thể chỉnh lấy vị trí đấy. Đấy. Ok, mình nghĩ về như này hợp lý rồi. Tiếp theo, hai bên cánh sẽ là Alexander Arnold, là một hậu vệ cánh phải. Cánh trái sẽ là David Alaba. Đây là hai cầu thủ tốc độ rất là tốt, cùng với chơi tròn vai ở cánh của mình. Tiếp theo, hai trung vệ sẽ là Virgil van Dijk và Sergio Ramos. Đây là một trong những đây là hai trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới và đương đại hiện tại đang có nhé. Ramos thì anh em đã biết rồi, còn Van Dijk thì anh em cũng thời gian gần đây thì đã nổi lên rồi. Ramos thì đã trở thành một thủ quân mẫu mực của Real Madrid từ lâu rồi. Tiếp theo tiền vệ trung tâm mình sẽ để đó Toni Kroos nhé. Đấy, thì tiền vệ Pogba thì mình sẽ vẫn để cánh được. Pogba đá cánh thì vẫn rất là ok, mình sẽ để là cánh. Tiền vệ cánh. Tiếp theo đó là Kevin De Bruyne, hai tiền đạo sáng tạo bậc nhất của bóng đá đương đại hiện giờ. Bộ ba sẽ là bộ ba chắc chắn sẽ khoảng 90% là sẽ người chơi sẽ sử dụng, đó là Neymar ở vị trí tiền đạo cắm, Ronaldo và Messi ở hai tiền đạo cánh. Đó là những cái tên đội hình chính. Đội hình dự bị thì cũng toàn những siêu sao và toàn những cầu thủ xuất sắc nhá. Thì ở đây nhá, chúng ta có 40 cầu thủ nhá, tất cả 40 cầu thủ full hết rồi anh em ạ. Tất cả 40 cầu thủ đều có đầy đủ luôn. Ngoài ra còn có Ibrahimovic này, Luis Suarez này, Harry Kane, Son Heung-min này, Gonzalo Higuain, Diego Costa này, Gareth Bale, đây là Christian Eriksen, đây là Antoine Griezmann, đây là cầu thủ Coates, cầu thủ cao 1m99 để cho đẹp anh em ạ, cầu thủ cao to. Tiếp theo là trung vệ Piqué, đây là Bernardo Silva. Tiếp theo là Alexandro Cancelo này, David Alaba, Mohamed Salah, Luka Modric, Eden Hazard, Sergio Aguero, Pepe Emerick, Aubameyang, Sadio Mane này, Varane, Kai Walker, Casemiro, De Gea, Chiellini, Dybala, Mbappe và dưới là Raheem Sterling. Đây là một cái app rất là khủng luôn, mình đọc mãi mới hết được cầu thủ anh em ạ. Thì anh em muốn mua app này thì anh em hãy chuẩn bị một số tiền lớn nhá. Cái app này không rẻ đâu. Mình bật mí là trên 5 lít nhá. Mình bật mí là trên 5 lít. Anh em nào mua thì liên hệ với mình nhanh, không hẹn là hết luôn. Bởi vì cái hàng này rất là mạnh, rất nhiều người mua. Đấy, anh em nào muốn thì liên hệ với mình ngay để sở hữu hàng này. Đó là những phần review, phần đội hình. Còn phần sân vận động nhá, sân vận động thì chắc chắn rồi, sân vận động sẽ full. Còn phần Camerico thì vẫn chưa full hết. Phần chỉ số cầu thủ này, số lượng cầu thủ này đã full rồi. Đấy, những phần khác là như thế này, anh em có thể check xem. Phần nữa thì mình sẽ vào một trận đấu, mình test một chút anh em ạ. Ok, mình test một chút. Bây giờ thì mình sẽ vào đá luôn anh em nhé. Đây, đá rất là mượt mà luôn anh em ạ. Đương nhiên đội hình này rồi. Đội hình này chắc chắn sẽ áp đảo đối thủ luôn anh em ạ. Khi mà anh em đến với shop ảo của mình thì anh em có thể mua một cái app rất là rẻ, cùng với đó là uy tín về chất lượng. Ngoài ra thì anh em yên tâm là sẽ chơi sẽ không bị ban app hoặc là bị mất app. Đấy là một cái điều chắc chắn rồi.
Còn cái việc bán á, bán thì anh em sẽ được một cái giá anh em yêu thích. Mình sẽ em khi mà anh em bán hàng cho mình á, thì mình sẽ hỏi anh giá anh em muốn bán với giá bao nhiêu. Nếu mà phù hợp thì mình sẽ mua luôn, còn nếu mà anh em bán đắt quá thì mình sẽ fix lại, hoặc là anh em bán rẻ thì mình luôn sẽ mua luôn. Đấy, thế thì đương nhiên rồi. Ok, và tháng đầu tiên người bán hình như là Messi anh em ạ. Lionel Messi là người khởi xướng cho chúng ta ở hàng công. Thì hiện tại thì số lượng hàng của mình vẫn còn khá là nhiều. Anh em nào mua hãy liên hệ ngay với mình nha. Đấy, anh em muốn bán cứ liên hệ ngay với mình, mua hay bán cứ liên hệ với mình là ok hết. Mình sẽ tiếp nhận để anh em nào mà khó khăn. Mình cũng đã giúp rất nhiều anh em rồi, nhưng anh em bí tiền quá đành phải bán cho mình, nên là mình cũng phải mua với giá cao đấy. Mình mua với giá cao. Còn anh em nào mà gọi là phóng khoáng một chút là mua ạc thì mình cũng bán hết luôn. Anh em nào khó khăn thật sự thì mình mới mua ạc giá cao thôi, còn thôi mình sẽ mua tùy theo cái chất lượng đội hình cũng như là cái phần sân nhé. Phần sân cũng là phần rất quan trọng mà người chơi ở bản hiện tại thì cũng rất là chú ý đến. Phần sân là một cái ở cái phần core medical, và phần sân là hai cái phần mà dùng để chúng ta kiếm vàng nhanh, nên là cũng rất là quan trọng. Anh em nào mà cái phần đấy cao thì chúng ta cũng có thể đó là bán được nhiều tiền hơn một chút thôi, nhưng mà một chút thì vẫn ok rồi. Ok 3-0 rồi. Thì nhiều anh em bảo là cái nick này là mình hack nhá, nhưng thật sự là không phải hack đâu. Thì hiện tại thì vẫn chưa tìm ra một cái cách nào để có thể hack được cái phiên bản này. Cái này đều do chúng ta có mình dùng cái phần mềm auto click để mình xem quảng cáo thôi. Mình toàn xem quảng cáo thôi anh em ạ, chứ không phải là hack được. Hack được thì mình cũng chia sẻ với anh em rồi, chứ không phải là mình để cho mình làm gì. Thì anh em xem kênh Cú Tip của mình, Cú Tip Madrid của mình lâu năm rồi anh em biết rồi. Cứ cái gì mới là mình review cho anh em, là một trong những YouTuber review đầu tiên cho anh em xem. Chứ không phải mình phải để cho anh em phải chờ đợi lâu gì cả. Còn hiện tại thì nó chưa có cái hack thật, thì là chưa có cái hack thì nó là chưa có hack thật, chứ không phải mình không giấu để làm gì cả. Nên anh em đừng có bảo là mình hack được mà mình không chia sẻ cho anh em. Mình hack được cơ mà, mình hack rất nhiều app để bán cho anh em rồi. Đâu cần phải mua app của anh em để bán lại nữa. Anh em hiểu không? Mình nói như vậy là chắc một số anh em đã hiểu rồi. Ok 5-0 rồi, hiệp thứ nhất là chúng ta có 5 bàn thắng, rất đơn giản. Tiếp theo thì đây là pha bóng cuối cùng hiệp 1, và chúng ta sẽ bắt đầu hiệp thứ 2. Chúng ta sẽ thay đổi một số vị trí nhé. Đấy, thay đổi một số vị trí đi. Ronaldo thì đã xuống rồi, thì mình sẽ thay một tiền đạo cánh hay cho Gareth Bale nhé. Nó Pogba cũng đã yếu rồi, thì sẽ thay một tiền vệ khác vào. Một tiền vệ nào mà anh em ít hay sử dụng, hay là Dybala đi. Dybala cũng là một cầu thủ rất là hay luôn. Đó, tiếp theo chúng ta thay sau. Ok, hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu, và mình bảo vệ cầu ngôn ở bên phía bên phải màn hình của các bạn. Những trận đấu ở những cái giải máy thì sẽ không bao giờ làm khó được mình anh em ạ. Kể cả giải Legendary Division thì mình vẫn có thể chiến thắng được 4-5-0. Mình không phải đá hay đâu, nhưng mà mình nghĩ là mình đá cũng được. Với những trận đấu đá máy này thì mình sẽ không bao giờ để thua, không bao giờ để ghi bàn dưới 5 bàn anh em ạ. Chúng ta ghi càng nhiều bàn thì chúng ta sẽ càng cộng nhiều vàng. Bởi vậy là mình sẽ ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đội bạn để có thể kiếm được nhiều vàng nhanh nhất. Đấy, tốc độ Gareth Bale. Gareth Bale chạy mà không cầu thủ nào theo được luôn. Ok, bàn thắng thứ 6 ở phút thi đấu thứ 56. Nhiều anh em cứ vào hỏi và mua ảo của mình xong hỏi là liệu có uy tín không. Mình đã nói từ anh em nào xem được video này mà anh em muốn mua ảo của mình thì anh em hãy nghe đoạn này nhá. Mình mà đã không uy tín rồi thì mình sẽ không bao giờ đã đăng lên tận YouTube và mạng xã hội này cho anh em xem được đâu. Mình lừa đảo thì mình chỉ lừa được một lần thôi, còn lần sau anh em phốt mình lên là mình gọi là không bán được ác ngay. Nên là anh em nào tin mình thì đừng mới inbox, còn đâu vào mà cứ hỏi uy tín không hay thế này thế kia thì mình đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Mình lừa các bạn thì mình được cái gì? Trong khi là mình luôn là những người đem đến cho các bạn những cái tốt nhất về game này thì mình còn lừa bạn để các bạn để làm gì? Đó. Mình sẽ thay đổi một số vị trí đã. Thay Toni Kroos nhé, tiền vệ trung tâm. Thay Bernardo Silva nhé, không được. Hazard chơi vị trí tiền vệ trung tâm cũng rất là ok.
Thì cái app mình bán á, cái giá rẻ nhất đó là giá 150k nhá. Hiện tại thì trong cái phần shop, trong phần shop của mình á, giá rẻ nhất là 150k. Còn ít hơn thì mình chưa có. Còn anh em nào muốn thì anh em phải đặt để mình cái chất lượng đội hình để phù hợp với giá tiền của anh em. Chứ anh em cứ vào hỏi bán sao bán đắt thế anh em, nhưng mà anh em có nhìn thấy chất lượng đội hình đâu. Đội hình thì rõ ngon, sân thì rõ ngon, mọi thứ thì rất là ok rồi. Thì hỏi sao là không, tiền không cao. Cái gì thì thế, nhưng mà cái công sức cày thì nó cũng rất là lớn anh em ạ. Nên anh em phải thông cảm cho mình với các YouTuber nào bán app khác. Ok, phút thi đấu 82 rồi, mình đã dẫn trước tỷ số 9-0. Mình cố gắng trận đấu này ghi hơn chục quả anh em nhé. Ở với đội hình mạnh này thì anh em thể ghi hơn chục quả đều bình thường. Ôi, tiếc quá, quả hơi tiếc anh em ạ. Tí nữa thì 10-0 rồi. Vì vị mất rồi. Ok, hiểu trận đấu này không được 10-0 anh em ạ, nhưng mình sẽ cố gắng để lấy được một số 10-0 tròn chính. Neymar, tốc độ của Neymar. Ui, phạt rồi. Có thể là chắc chắn rồi. Phạt là phạt cuối cùng anh em ơi, liệu bàn thắng không? Anh em đoán xem, anh em comment xem liệu có bàn thắng không. Hơi mạnh rồi. Rất là tiếc anh em, hơi mạnh rồi. Rất là tiếc đấy. Thì trận này, trận đấu này có khi là không có bàn thắng thứ 10 anh em. Ok, kết thúc với tỷ số 9-0 cũng là một cái kết quả không phải là tôi. Đến đây thì video của mình cũng sẽ kết thúc luôn. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Ngoài ra đừng quên góp ý để mình hoàn thiện chất lượng video hơn. Và anh em muốn thì mình xây dựng đội hình nào thì anh em hãy comment bên dưới nha. Ok, bây giờ mình bye bye anh em. Chúc anh em thành công. Bye bye.